Vào chiều ngày 12 tháng 10, tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã diễn ra vòng hồ sơ cuộc thi quốc tế Dữ liệu với cuộc sống Data for Life 2024, với mong muốn tìm kiếm nhiều giải pháp ý tưởng mới mẻ, sáng tạo phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Năm nay, cuộc thi không chỉ mang tính chất quốc gia mà đã chính thức mở rộng phạm vi ra tầm quốc tế. Đây là lần đầu tiên cho phép các đội có sự tham gia của thành viên quốc tế, không chỉ giới hạn với công dân Việt Nam và kiều bào. Điều này đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ với sự tham gia của các đội đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Việc mở rộng đối tượng tham gia đã mang lại sự đa dạng về ý tưởng, văn hóa và cách tiếp cận vấn đề, tạo ra sự cạnh tranh hấp dẫn và thú vị hơn. Tính đến nay, đã có 376 hồ sơ đăng ký và 46 đội thi có kết quả cao nhất lọt vào vòng thuyết trình. Bộ Công an mong muốn, thông qua cuộc thi, sẽ tìm ra được nhiều giải pháp hay, có tính ứng dụng thực tiễn cao trong các lĩnh vực của cuộc sống và mang lại giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.